Bức Thư Gaming đây, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với Bệnh viện 13. Và lần này á thì chúng ta đã đến chương thứ 2 rồi. Nhưng mà khi mình vào kiểm tra, mình thấy chỉ có một cái điểm can đảm là đã được hồi phục thôi các bạn ơi. Đây, điểm can đảm chúng ta chỉ có một thôi. Mình cứ ngờ rằng là sau khi chúng ta bỏ một thời gian vào lại thì điểm gọi là can đảm nó sẽ hồi lại tất cả. Nhưng mà đáng tiếc là nó chỉ hồi đúng có một. Cảm giác bị phản bội nhẹ. Mà cái này cũng đúng thôi các bạn ơi. Một khi mà điểm sức mạnh của chúng ta chỉ có 5 triệu thì chúng ta không thể nào mà chiến thắng được người có điểm sức mạnh 50 triệu cả. Mình đang nói cái gì đó. Chắc là nãy xem nhiều quảng cáo Riot Kingdom quá cho nên là bị nhiễm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hồi lại một tí điểm can đảm nha. Mình đã xem rất là nhiều quảng cáo để có vô số những cái đồng vàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua bên đây xem. Mình trước mình lấy được một cái chìa khóa các bạn. Ủa kéo cái này lên lại à? Ủa? Ok. À, để vào chương kế chúng ta cần tốn một đồng vàng các bạn. Để vào chương kế chúng ta cần tốn một đồng vàng. Thảo nào thấy lạ lạ. Ở dây nhớ lần trước kéo lên rồi. Hình như phía hướng phòng kiểm tra có âm thanh gì. Phòng kiểm tra có âm thanh gì à? Ê, hôm nay nhớ lần trước không vào được cơ mà. Tại sao lại có một cái chìa khóa ở trên màn hình như thế này? Mà cái này giống như là nồi soi đúng không? Chìa khóa này nằm ở chỗ nào thế? Khóa rồi. Cái chìa khóa này phòng gì đây? Chìa khóa phòng bảo vệ nơi có màn hình nhìn trộm. Tại sao lại biến mọi thứ theo một cái ý nghĩa xấu thế? À, chúng ta vào trong phòng này được các bạn. Yêu, cái này là cái gì thế? Có cái vật gì để mình có thể cắt được cái này ra không? À, tất nhiên là cái thẻ ID của Dr. Tiêu là không thể nào làm được cái trò gì hết rồi. Mình tự là nó có thể áp dụng được vào cái mở tủ là nó có thể vào trong đó được. Nhưng mà không. Khóa rồi. Mình chỉ có chìa khóa phòng bảo vệ thôi. Rồi, vậy thì để xem quét được bên đây không. Thẻ này không đủ quyền. Có khi nào mà Dr. Tiêu là một cái người chuyên bị bắt nạt ở trong cái chỗ này hay không vậy? Có cái quyền hành gì hết. Bức tượng này không làm gì được hết. Còn bố vệ nằm ở chỗ nào ấy vậy? Ủa? Không có phòng bảo vệ à? Không có phòng bảo vệ rồi các bạn ơi. Cái phòng này là có màn hình nhìn trộm đây này. Đúng à. Phòng tổng hợp cũng bị khóa lại. Để xem có ở đây còn gì khác nữa không nhé. Có thể là mình đã bỏ sót những cái ở dưới đất. Miếng chiều son. Ơ à, đúng rồi, vậy là đặt con này bên cạnh à. Rồi sao nữa? Ê, gì thế, sao mất tiêu rồi? Ơ à. Ô, mình đã tìm được một cái hình cuối cùng các bạn ơi. Đúng không đây? Ở trong cái con búp bê là nó có một cái cuối cùng ấy. Không biết mình có lấy nó được hay không. Không được các bạn ơi. Trong cái con búp bê này nó có cái. Đây để mình xem lại nhé. Đây cái hình này. Mình không biết là các bạn còn nhớ cái đó hay không nữa. Nhưng mà liệu có làm được hay không đây. Để qua phòng này xem nào. Ở nhấn nhầm. Lần trước là chúng ta có một cái ở chỗ này. Cái này đây. Và cái cuối là cái này đúng không?
Mày mình nhìn rồi nhưng mà không nhớ lắm. Rõ ràng nó có cái gì trong đó. Ôi, mở được rồi. Ê, nhưng mà tại sao mình thấy nó khác khác vậy ta? Vậy là cái hình màu cam, cái mà mình đang nhấp vào ấy, là đúng là cái hình hồi nãy ở trong con búp bê. Nó đã ăn mất một nửa rồi, cho nên mới vậy. Còn cái cuối là mình mò mẫn ra được. Ra như thế. Vâng, chúng ta lấy được một viên đá, trông giống một viên đá ví, nhưng bạn chỉ muốn dùng nó để đập thứ gì đó. Chị muốn dùng nó để đập thứ gì đó. Cái này chăng? Nhìn cái khuôn mặt này thật sự muốn đập ra ấy. Chùi son. Không làm gì được cả. Game này thỉnh thoại mình không biết làm gì tiếp theo nhé. Chúng ta sử dụng cái thử xem, nhắc xem. Trong phòng 2011 có gì đó dễ vỡ. Lần trước là mình đã kiểm tra rồi, chỉ có tấm gương thôi. Ê, tại sao lại đập tấm gương? Tấm gương để làm gì? Mình đã đập xong tấm gương rồi và chưa hiểu là để làm gì cả. Mạnh gương à? À, cái này chắc là phải IQ trên 160 mới có thể đủ sức để mà suy luận như vậy các bạn. Cái này thì mình chịu rồi, dùng kính để mà đập, dùng cái cục đá để mà đập tấm gương, xong rồi chúng ta sẽ có cái đồ để mà khoét cái này ra. Đấy, chịu rồi. Không biết dùng mở khóa nào. Ở bên ngoài có một cái chỗ để mở. Đây. Không, chỉ khóa khác nữa. Rồi, đúng rồi. Lại một cái tài liệu bệnh án. Thời gian XX, bệnh nhân số 57, kết quả xuất huyết não lan tỏa, là cái đứa mà treo cổ lúc trước mình thấy à. Bệnh nhân 31, kết quả là xuyên thủng nhãn cầu, cái quái gì thế. Chìa khóa, không biết có thể dùng để mở khóa nào. Bệnh nhân 28, kết quả là cục tay trái, là vết thương cũ lâu năm, đã chấn thương phần mềm ở tim và phổi. Rồi, vậy là chỉ có 3 bệnh nhân thôi. Phòng này đã bị khóa. Khóa luôn à. Em ra hai chìa khóa này không làm được gì cả. Còn cái nơi nào mà để mình có thể cắm cái ổ khóa vào không ta? À, hóa ra là cái... Vậy là vẫn chưa giải hết được những câu đố bên dưới, là chúng ta lại đến một cái nơi mới nữa rồi. Cái bệnh viện thì khá là rộng đấy. Phòng giải trí đã bị khóa. À, có nghĩa là bây giờ mình đã có thể đi kiếm phòng bảo vệ đấy. Rồi rồi rồi, hiểu rồi, cậu thang là tại làm như vậy. Phòng bảo vệ đây 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 đây. Ui, phòng bảo vệ. Có cái bóng gì phía kia thế. Mình nhấp vào cái đèn nhưng mà không được các bạn. Có cái chỗ nào để nhấp vào cái đèn không? Mày hình chưa khởi động. Không thấy mạnh gương. Rồi, tôi đặt mạnh gương vào đấy. Mình thấy có treo cái đèn pin bên đây nha, nhưng mà không lấy được. Các bạn có nhìn thấy cái bóng gì ở bên ngoài cửa sổ không? 1549, đứa nào tốt bụng thế. Cực kỳ tốt bụng luôn đó, để sẵn cái số cho mình bấm vào, nhưng mà viết bằng màu đỏ thôi. tất nhiên là như vậy rồi. Xem cái phần nhắc nhở thêm một lần nữa nhé. Ê, được à?
bấm vào cái giá đỡ được các bạn. Nãy mình nhớ mình có bấm rồi cơ mà. Chìa khóa, có một cái tay nó đưa chìa khóa cho mình. Vậy mà cái con này can đảm cầm lên. Rồi, mình có khá là nhiều đồng vàng cho nên là mình đã lỡ sử dụng luôn rồi. Không đúng à. Chắc là có lẽ mọi thứ không phải lúc nào cũng đúng. Ê, nó kìa. Tấm poster có thật không? Giờ không cần phải mở quạt rồi. Có âm thanh gì đó rơi. Mình xem thêm một lần nữa nhé các bạn. Oh, sao? Sao mình lại không để ý ta? Ở dưới cái chỗ mà cái gương nó cũng có một cái tủ khác nữa hay sao ấy? Cái tựa lỡ này ló thoát hiểm không phải à? Đi xuống là thoát hiểm, mình đang đi lên hay sao ấy? Làm uổng phí hết hai cái đồng vàng. Má là chỗ này có đây. Khá là nhỏ các bạn. Rồi chúng ta đã có thể nhìn thấy được rồi. Bên kia đã sáng hơn chưa? Cuối cùng cũng nhìn rõ một chút. Đặt cái chìa khóa lên. Không đúng à. Tại hồ sơ bệnh án khác à. Cảnh sát đã điều tra vụ thí nghiệm phi pháp trong phòng bệnh. Kết quả xác nhận là vu khống. Quầy khá đáng ngờ đấy. Cảnh sát điều tra cái chết của một bệnh nhân. Kết quả là xác nhận sự cố điều trị thôi. Cảnh sát đã điều tra về cái chết của bệnh nhân số 57. Kết quả nguyên nhân chết treo cổ chưa có kết luận về việc có phải tự tử hay không. Nhìn nó luôn đi ám theo mình á, thì có vẻ như là không phải như vậy rồi. Cảnh sát chỉ bắt nghi phạm ít. Kết quả là đang chờ kết quả. Kèm bóng móng tay hình như đã được mài rồi. Để làm cái gì? Xem tiếp nha. Cái sự tối hợp có liên quan đến điều gì? Có trình hợp có liên quan đến điều gì? Chẳng lẽ từ bé đến lớn ta? Làm sao có thể đơn giản như vậy được? Một năm bốn chín. À, lại bấm nhầm nó rồi. 1549. Một là số 2. Năm là số 7. 1257. Một là số 2. Năm là số 7. 4 là số 3. 4 là số 3. 9 là số 1. Ra là vậy. Hoài cái này là phải ai suy nghĩ kỹ lắm mới có thể ra được cái này ấy. Rồi vậy là chúng ta có 2731. 2731. Ấy chính xác rồi. Rồi, cái này là chơi ghép hình rồi. Ghép như thế nào đây? Có vẻ khó đấy. Chắc là đây là hình của những cái bác sĩ ở trong cái bệnh viện này đúng không? Quay đã thấy có một cái đứa đeo cái ri băng màu đỏ. Cái nhân vật đeo ri băng màu đỏ này là có phải cái nhân vật của mình không? Nhưng mà lại đang mặc một cái áo giống như là bác sĩ vậy.
Vâng các bạn, mình đã ghép lại được một nửa rồi đây. Chỉ còn một xíu nữa thôi là xong. Có vẻ đúng là như vậy rồi. Không phải bên đây, là bên đây mới đúng này. Đấy, và các bạn có thể nhìn thấy là ở phía sau có một đứa gọi là giống như là một cái nhân vật mình đang điều khiển thôi. Cái này đúng trong hình rồi. Bây giờ quan trọng là những cái mảnh còn lại như thế nào đây này. Tại sao nhìn ở dưới nó lại không ra hình ra dáng gì hết vậy? Cái này à? Đây chính là cái bức tranh hoàn hảo này. Mình đã ghép lại được rồi này. Con không hiểu sao nó không được tính. Kỳ vậy. Ghép đến mức này rồi cơ mà. Mình đã ghép được xong rồi đấy các bạn. Wow, cái con này lại xuất hiện rồi. Mất đi một cái lông can đảm rồi. Kỳ thế này, rõ ràng nó xếp đúng mà. Kiếp nhá. Ông xếp đúng y chang luôn, bị gì vậy? Chẳng lẽ phải kéo cao lên một tí à? Lại nhắc á. Rồi, ngồi ngoài cùng bên phải là mình ư. Đúng rồi đấy. Sao lại mặc quần áo bác sĩ? Và chúng ta có một cái cô đố gì đó ở chỗ này. Nhặt được chìa khóa. Không biết là bỏ vào chỗ nào đây. Chụp chung này. Phòng viện chữ không được. Rồi phòng giải trí. Cái tiếng gì thế? Lại xuất hiện cái gì nữa rồi này. 0719315744. Đâm xuyên cơ thể quái quỷ này. Đừng đâm chỗ khác. Mình không nghĩ cái này là phòng giải trí. Cái bấm móng cũng không làm gì được cả. Tấm ảnh này thì không biết là làm như thế nào. Tức là sao đấy? Vâng, mình vẫn chưa giải được cái câu đố này. Có lẽ là chúng ta phải cần cái dự kiện gì đó rồi. Đây vẫn còn phòng khác này. Cao quá không lấy được à. Tay giả với lên. Đề nghị thêm một bàn bóng bàn. Các môn thể thao tương tác nhiều người sẽ có ích cho thể chất và tinh thần chúng ta. Mình muốn ra ngoài chơi. Muốn tăng thời gian mở cửa. Mở cửa lên à. Ở gần đây hôi quá có chuột chết nè. Nghe có vẻ nguy hiểm. Khoan đã. Lần trước mình nhớ có cái tủ vít. Vậy là chúng ta phải chạy xuống để lấy cái tủ vít à. Cái tủ vít là để ở cái phòng tắm. Con này mặc áo số 28 không liên quan gì à. Không lấy được cái tủ vít rồi. Làm sao mở được chỗ đó đi. Vít cắm luôn vào đây rồi. Chịu thôi. Kiểm tra lại con này. Con này không có cái bệnh áo gì hết. Áo nó không có số gì hết. Mình không muốn nhảy vào đây đâu. Vậy chúng ta cần phải làm gì đó để xả nước nữa. Có gì để xả nước không ta? Xả nước là thường là những cái chỗ này có thể xả được chứ nhỉ? Ở
đây cũng có những cái tủ không mở được này. Còn mình không hiểu là trên tấm hình này cái ẩn ý mà nó muốn đưa cho mình là gì. Nhìn giống như là thời gian ấy. Còn rất là nhiều bí ẩn mà chúng ta chưa giải được. Lại bắt buộc phải giải cái này à. Nhưng mà cái này không có dữ liệu hết sao giải đây. Đặt ti tiện à. Hay đừng có nói là phải đọc lại những cái hồ sơ bệnh án nhá. Thử bấm kiếp qua xem nó như thế nào nha. Tại sao lại như thế này? Cái này là lấy từ đâu đây? Cái dữ liệu này lấy từ đâu đây? Nếu mà đọc trong hồ sơ bệnh án thì chắc là mình không nhớ được rồi. Rồi chúng ta đã có cái cây này. Lấy cái đồ trên đây không đúng à. Dụng cụ gãi ngứa có lịch sử lâu đời. Dụng cụ gãi ngứa này để làm cái gì đây? Lẽ cái này có thể mở được cái... đương nhiên là không rồi, chúng ta chắc là khều cái gì đó ra. Ai mà nạn nhỏ đến vậy, như vậy rất nguy hiểm. Nạn. Nạn tay giả. Hóa ra cái tay giả dùng để làm cái này. Nạn không đủ dài. Nạn không đủ dài. Cần phải có thêm một cái ghế hay là cái gì nữa. Bùa nhựa thép. Không làm gì được cái chỗ này nữa rồi. Xem nào. À, hóa ra là cái hình nãy ta để ở chỗ này. Cái mà giải cái trên bàn là cái này các bạn ơi. Lẽ ra mình nên gọi là xem cái này trước, nhưng mà mình lại không biết. Bởi cái bức tranh màu đỏ này thu hút cho tôi là không để ý được những cái khác nữa. Bây giờ thử đi ra bên ngoài dùng cái nạn tay giả này xem chúng ta có thể lấy được cái bóng không. Tất cả những cái hình nộm ở đây biến mất hết rồi. Biến mất hết toàn bộ, không còn cái gì cả. À, thật sự lấy được cái bóng rộ ở đây. Nó có quay lại không đấy? Không luôn. Nó đã đi đâu hết rồi. Khá là đáng sợ nha. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái này để ném luôn. Cao quá không lấy được, vẫn không liên quan. Cái bóng rổ rốt cuộc để làm gì đây? Mình đã bỏ tay rồi các bạn ơi. Giờ phải thử xem cái này thôi. Dường như có thứ gì đó nằm đằng sau quạt thông gió. Ở đây có cái ghế không lấy được. Lấy cái ghế là nó thể leo lên được chỗ trên kia rồi. Cái quạt thông gió. Chúng ta có thể tắt đi cái quạt từ phòng bảo vệ. Không đúng à. Đúng là có cái gì thật. Quạt đang quay rất nguy hiểm. À rồi. À, đến bây giờ chúng ta mới có thể gọi là qua bên phòng bên kia để mà tắt đi cái quạt. Ủa?
đúng à? Cái chùi son. Rõ ràng là nãy mình đã sử dụng cái chùi son rồi mà. Rồi, giờ chúng ta có kiếm nhựa. Nãy mình đã hở bấm vào cái chùi son rồi. Má là phải để đúng giò rồi mới được. Ủa, vẫn chưa đủ, thiếu một cái rồi. À, ném bóng rọ vào đúng rồi còn gì nữa. Đấy, ném chọn rồi nhá. Một cái chìa khóa đụng định trên cái quần. Mình cần phải ném chuẩn 3 phát thì phải. Nhưng mà cái thứ hai nó nhanh quá. Chỉ hụt một tí thôi là không được. Rồi. À cái này, cái thứ hai thật sự rất là nhanh nha. Cái đầu tiên nó còn chậm chậm dễ làm. Mà không sao. Rồi, cái này cực khó luôn. Ô, ném được rồi. Rồi, không hiểu định luật gì cho phép cái quần rớt xuống sau 3 lần ném cả. Ta lại có một cái chìa khóa khác nữa. Nó sản sinh rất nhiều chìa khóa và mình không biết là phải làm như thế nào luôn. Cái số lượng chương nó không cân bằng thời gian hay sao ấy. Phòng này không phải là để mở đây à. Thế thì ở đâu vậy? Đâu vẫn còn phòng khóa ta. Chỉ có một cái bên đây thôi. Rồi, đến phòng tổng hợp. Chúng ta lại có thêm một căn phòng khác nữa. Rất là nhiều căn phòng. Thêm một cái dãy đố. 2, 5, 6, 8. Ở đây là khuôn mặt của mình đây. Ừ. Còn ở chỗ nào khác có số nữa không? Năm, sáu, tám. Cái này lại nhiều hơn, chứ nó không có mục đích bỉ nghệ gì cả. Số không giảm mới là số đẹp, số may mắn 666. 666. Ủa? Cái này giải là như thế nào đây ta? Có một cái hình vuông ở giữa. Có phải là cái nào mà... cái nào mà trùng lắp lên thì nó sẽ bị mất đi. Còn cái nào mà không trùng lắp thì nó sẽ giữ nguyên. Mình đang tính giải cái câu đố này nhưng mà mình phát hiện ra là nó đã bị mất đi một cái nút ở đây. Ok, là cái video đây chắc cũng đã dài rồi cho nên là tạm thời mình sẽ ngưng lại tại đây nhé. Mình không hiểu sao cái chương trước khá là ngắn nhưng mà chương này là dài đến như vậy. Rồi, vậy thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu còn ngày mới. Đừng quên lúc với chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.